Dạ em xin phép chào chị. Chị chào em. Chị có thể giới thiệu chị tên gì? Chị tên là Phan Thị Lai. Chị năm, Lai. Đúng không ạ? Năm nay là chị 57 tuổi. Dạ. Chị đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Lời đầu tiên là chị chúc đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sức khỏe dồi dào. Dạ. Chúc khán giả cộng đồng mạng đang theo dõi kênh của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Cảm ơn chị. Vâng. Chúc chị sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống chị nhé. Vâng ạ. Chị Lai là quê ở đâu chị? Chị là quê Nghệ An ạ. Nghệ An. Hiện tại chị Lai đang sinh sống và làm việc tại đâu? Hiện nay chị đang sinh sống làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chuyện gì đây chị? Hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là chia sẻ cái câu chuyện của chị là có cái anh Tuấn á, Phan Anh Tuấn á. Dạ. Là có qua là làm quen hồi đầu là vay một số tiền. Dạ. Để trang trải cho con cái trong vòng 3 ngày. Và sau đó anh không có thực hiện như cái lời của anh. Dạ. Thì tôi cũng cho anh một cái thời gian. Và sau đó anh sẽ dùng nhiều cái thủ đoạn mưu mô xảo quyệt để là đưa tôi về nhà nói chuyện tình cảm rồi đưa tôi vào thế những cái chuyện là có như vậy, nhưng mà tôi cứ để cho để thoải mái không sao cả. Sau gần Tết tôi anh có nói là cho anh vay thêm 20 triệu nữa. Để anh bán hoa, anh có đưa sang cho tôi một bộ hồ sơ mua xe hơi á. Dạ. Là anh có nói là xong rồi tôi có nói là anh vay lần trước anh chưa trả, mà bây giờ anh vay tiếp thế này thì chắc em không có chịu. Ông có nói em cứ đưa đi, rồi nếu như mà không được thì anh sẽ cầm cái bộ hồ sơ này á, là anh đi trả tiền để lấy lại tiền cho em. Xong khi đó là chị về Tết xong rồi là sau chị vào chị lấy tiền thì anh cứ nói quanh nó co, xong là chị khống chế anh luôn. Chị nói bây giờ nói thẳng là về tiền, về tình cảm là tôi không có dính líu liên quan gì, tình cho tình, tiền ra tiền, quan niệm của chị là nó là như vậy, đúng không? Dạ. Thì không có phải là tình đưa tiền, vì họ là một người đàn ông trẻ trung, trước lưng dài vai rộng, mắc với chị lại vậy, phải làm những chuyện như vậy. Thế là bắt đầu là chị quyết định là coi như là khống chế ông, là coi như là trả tiền cho chị. Từ đó chị không dính líu, là mấy tháng là chị tấn công liên tục, chị điện thoại cho người thân, cho gia đình, nhưng mà gia đình với người thân cứ nói là cái anh Hùng á, thì anh còn nói chuyện. Mà khi đưa chị về lấy đồng tiền đó là đưa chị về thắp hương thắp khói cho gia đình, rồi khi mẹ ông mất là nằm trên vai của chị, cho đến khi bác gái đó, mẹ của anh qua đời, là chị có sao đi đưa ma nấu ăn là giúp 3 ngày 4 ngày 5 ngày cầu siêu cầu đầy, cho là chị đều làm thực hiện như thế, là chị đã giúp cái đạo trọn của một cái người bạn đi. Yeah. Sau khi là anh có nói là vợ anh mất là anh là thế nọ, anh bán cơm tấm rồi anh là thế kia, anh đưa ra nhiều cái lý do. Thì chị thấy là giúp người ta thì cũng chính đáng thôi. Tại vì bản thân chị, con người ta nhân vô tập toàn mà, đúng không? Thì nó cũng không ai hoàn hảo được. Thì coi như cũng cho một cái cơ hội. Thì mình giúp 3 ngày thì có gì đâu mà giúp. Khi chị đưa cho anh thì anh nói là cho vay nhẹ nhẹ nhá, nếu mà vay lại nặng nữa. Chị nói luôn, chị nói là không. Tôi cho anh vay đây 3 ngày, thì vay dùm anh 3 ngày. Thì anh đến trả. Ông có hỏi là chị là có viết giấy tờ, thì nó khỏi cần viết giấy tờ. Anh biết rằng tôi đã đưa cho anh tiền tại cái đất Sài Gòn mà tôi không viết giấy tờ là anh phải tự nhìn con người tôi như thế nào rồi. Và sau khi là tôi đưa tiền cho anh xong rồi, anh ngồi xe anh chở tuần đoàn ra về đó rất là gần. Anh vẫn hỏi tôi đi chứ, thế em muốn ngồi xe ô tô hay là ngồi xe máy? Đấy, chị trả lời một câu luôn, tôi nói tôi không cần ngồi xe gì cả. Tôi chỉ cần ngồi xe một cái tấm lòng con người chân thật, ăn thật, nói thật, làm thật. Đó, quan điểm tôi là hồi đầu gặp anh là ông là như vậy á, ông Phan Anh Tuấn là câu chuyện ông là như thế đó. Cho đến khi sau về nhà lấy được lời thế rồi các thứ rồi đó, tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người bạn, một người giao tiếp của xã hội và gặp một đối tác. Thật tôi như thế là hết lòng rồi còn gì nữa. Còn họ làm những cái điều gì mà gây cho ngày hôm nay là tôi đã rất là kỳ công, đặt điện thoại cho gia đình rồi. Sau khi vào thế tôi thấy anh còn đòi lấy thêm 80 triệu nữa, tôi không chịu. Tôi nói anh 20 triệu này anh không trả cho tôi á, là anh có chuyện với tôi á. Nói thẳng anh là có chuyện với tôi, vì tôi không phải là những người đàn bà khác đâu. Tôi không có suy tình, tôi không có đam mê trai, tôi không có nảy đỏ gì khác. Tôi cảnh báo cho anh biết trước, nếu anh mà không, khi mà đầu tiên anh lợi dụng anh bảo người ta giúp đỡ rồi, và sau khi anh không làm hoàn thành cái việc đó rồi anh lại còn tiếp tục, anh lại còn làm ít đâu mà, đúng không, vì họ là người đàn ông đấy.
to khỏe béo bên, mồm nói hay lắm, mà họ không chịu những chuyện đó làm sao bắt chị chịu. Và sau khi là khống chế mãi qua bên công an làm đi làm lại mãi, cuối cùng là chị tưởng là đi về để là làm để trả nợ cho chị. Chị Sang thình lình chị nghĩ thôi, nếu như chị Sang mà nếu như thực sự một người đàn ông mà họ đi làm là chị cho luôn ấy. Nhưng mà chị Sang lại thấy tha một bà nào về trong nhà rồi ấy, mà gia đình lại còn bao che, là cái bà Minh Anh ấy. Và trong lúc đó chị đã điền cho cái bà Minh Anh gần 4 tháng, 5 tháng trong hồ sơ, trong điện thoại thì đều có ấy. Sau khi chị biết ông này như thế này và gia đình như thế này, chị phải mua thêm một cái điện thoại nữa, nói chuyện điện thoại, quay video để đấy lấy lại đó là những cái bằng chứng để chị làm việc. Còn ngoan cố bà chị không trả lời đó, em thấy chưa, là họ sống vậy. Mà khi đưa chị về thì chị nhìn các cái đều đây là các cái lời Phật dạy, em hiểu không, là bốn cái bức tường này là đều có Phật dạy. Thì họ đi theo con đường Phật mà, thì ai mà chả tin. Mà khi ông Sang, ông lại đau xa danh da, xanh sao vàng gọt, em hiểu không? Ông đeo một cái vòng, vòng gọi là cái vòng để chuỗi hả? Vòng chuỗi, để là như vậy. Mà họ thực hiện cái hành vi họ sống như vậy thì theo như khán giả cộng đồng mạng có chấp nhận được không? Mà sau khi sự việc nó đổ vỡ ra như thế rồi, mà điện thoại nói với gia đình rồi, cái anh Hùng đó thì anh còn nói chuyện. Kể cả anh nói chuyện thì vẫn còn ghi âm vô đây. Thì nó tại sao mà nếu như gia đình mà muốn một người tốt, biết em mình và con người như vậy, tại sao không đưa ra xã hội để người ta giáo dục, mà lại cứ âm thầm lại còn tiếp tục lại việc vụ này chưa xong lại cho bà khác về trong nhà, đúng không? Thì cái là việc của họ chỉ quan tâm. Nhưng mà khi chị hỏi ông thì ông nói cái đó là việc của tôi đó. Chị hỏi tại sao anh nhà anh thờ Phật rồi là kinh thánh như thế này mà tại sao anh đi làm những cái đó mà kể cái đó là việc kể tôi đấy, cứ nói như vậy. Dạ, em xin phép được ngắt lời chị ha. Vâng ạ. Mình thời gian còn dài, mình sẽ đi sâu vào chi tiết từng câu chuyện và từng thời điểm một. Dạ. Chị phép tí đấy nha. Dạ. Dạ em xin phép chị trò lại với chị ha. Đây đây thằng. Đây đây chị. Đây chị chưa? Chị cho em hỏi là cái thời gian đầu á, chị và cái người đàn ông mà chị đang chia sẻ câu chuyện nãy giờ á, là quen nhau như thế nào? Thì quen nhau là vô trong cái hội độc thân á. Là quen nhau ở đâu? Là vô đó là có nhắn tin là ông có hỏi chị là ở Đắk Lắk hả? Tức là trên nền tảng nào chị, mạng xã hội nào? Mạng xã hội độc thân đó. Facebook? Đúng rồi. Vậy là hội người độc thân? Đúng rồi. Ai là người mở lời chuyện trò đầu tiên? Ông đó chứ, ông đó. Ông nói với chị sao? Ông nói với chị, ông nhắn tin là ở Đắk Lắk hả? Thì chị nói ở Đắk Lắk vậy thôi. Chứ chị tỉnh mơ chứ chị cũng không nghĩ gì. Tức là mình nhắn tin trên đấy lâu không chị? Hả? Mình nhắn tin lâu không? Mình nhắn tin như vậy thôi. Bao lâu thì mình gặp ở ngoài? Sau là một thời gian ông nói chuyện trên điện thoại, xong rồi là bắt đầu là ông cho chị số điện thoại. Ông gửi qua số điện thoại. Thì chị có lưu là Phan Anh Tuấn. Thì là bắt đầu là ông gọi cho chị. Ông gọi cho chị là ông mời chị đi uống cà phê. Thì chị nói là chị bận rồi chị không có đi được. Đó. Thì ông cũng vẫn cứ cố tình ông sang. Ông sang thì cái ngày đó là chị đang nấu ăn. Sang nhà chị? Ông sang luôn. Ôi sao biết nhà chị ở đấy thì sao? Thì ông gọi làm việc ở đâu thì chị nói là chị làm việc ở bên quận 7. Tức là mình có chia sẻ cái thông tin địa chỉ nhà mình không? Thì đúng rồi, thì mình nói vậy thì mình nói. Tại vì ông cũng chia sẻ thông tin là ông ở 405 chạc 28 phường 24 quận Bình Thạnh. Tại vì họ vẫn họ mà ông này là sau khi mà mình tiếp cận là biết là mưu mô là vẫn cứ đưa địa chỉ ra chứ còn như là chị cho em hỏi này, cái thời điểm ban đầu á chị cùng với anh Tuấn quen nhau trên Facebook. Đúng rồi. Và nhắn tin cho nhau, cái thời điểm đó là đã tán tỉnh nhau chưa? Khi đó là chưa, mới nói qua vậy thôi, nói chuyện như vậy hỏi nó thôi. Tức là mình có hỏi trao rồi về bản thân rằng là giới thiệu về hoàn cảnh bản thân như thế nào không? Đúng rồi, ông có sang bắt đầu là ông mới bảo là ông bị bệnh tật. Khi đó ông sang ông giao tiếp với chị xuống thì chị cũng vội về. Chị vội về là khi nó không có liên quan thì chị có nói là ông có nói là ông bị bệnh tật cho nên là trong cái thời gian làm ăn là nó công tấm nó thua lỗ. Ông bị đột quỵ, vợ con là bỏ đi, cho nên là bây giờ ông đang rất là khó khăn để cho ông mượn tạm để ông trả. Không, không, chưa tới đó, chưa tới đoạn mượn tiền nó được. Nếu mà một người mới gặp mà mở miệng cho mượn tiền chắc chắn là chưa. Ông đã nói rồi, nói trên điện thoại nó qua nó về nói không. Là em mượn tạm á, ý là em mượn tạm cho anh nhá. Chị phải hiểu như thế này nè, cái một người mà mới quen trên Facebook mà đặc biệt
như chị, chắc chắn chị sẽ mới quen, chị sẽ không bao giờ chị cho mượn. Không thì ông có nói chuyện qua trên điện thoại rồi. Phải có một cái tình cảm đầu tiên, phải có một cái tình cảm. Khi đó là chưa, tại vì khi đó là mới đến chia sẻ về nói chuyện là phó. Bây giờ em hỏi chị này, ông, chị nhắn tin với ông ta trên Facebook bao nhiêu ngày? Thì thời gian nói chuyện như vậy thôi cũng nó không là... ý là em muốn biết bây giờ là bao thì cũng không nhớ là nói chung 5-10 ngày hay bao nhiêu đó chị. Ông có tán tỉnh chị trên Facebook không? Khi đó là chưa, khi nó là chưa, mới nói chuyện là hỏi han là độc thân như đứa này nọ thế kia thôi. Ông đó. Có hỏi về cái hoàn cảnh của chị như thế nào không? Ông cũng hỏi vậy thì chị cũng hỏi là nói chuyện về thì chị cũng nói là bây giờ chị độc thân, chị đi làm ở đây thế nọ thế kia nữa thôi. Có hỏi chị là chồng con như thế nào hoặc là công việc gì? Cũng không hỏi. Ồ, không hỏi. Không hỏi, mà chị xuống là bắt đầu sau là sang mới nói chuyện là tức là sang sau khi mà mượn tiền nha là đưa vào. Em chưa nói đến cái chuyện mượn tiền. Để thì em mới nói đi. Tại vì chị biết sao không? Nó phải đi từng giai đoạn một, chứ đùng chốc một cái người mà quen trên mạng mới qua loa mà đến hỏi mượn tiền, chắc chắn là người ta sẽ không hỏi mượn, và đặc biệt chị sẽ không bao giờ cho mượn. Nó phải trải qua một cái quá trình tìm hiểu, phải có cái gì đó, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chị về đây em mong muốn rằng là chị phải chia sẻ cái câu chuyện nó phải chi tiết, đúng rồi, để anh em có cách có hướng giúp. Bởi vì không riêng gì em đang trò chuyện với chị đâu, đúng. Mà rất nhiều các cô chú anh chị đang xem, và những cô chú anh chị xem chắc chắn người ta sẽ biết, đúng rồi. Bây giờ mình cứ đi tắt đâu được. Đúng rồi, đi đường tắt không được. Em hỏi chị này, vậy là sau khi mà tìm hiểu và chuyện trò trên Facebook, cái thời điểm đó là chưa có nảy sinh tình cảm đúng không ạ? Chính xác. Có tỏ tình, có nhắn gửi yêu thương gì không? Cũng chưa đâu. Sau đó là chị cung cấp cho ông ta cái địa chỉ của chị. Đúng rồi. Và ông ta tự mò đến nhà. Ông cung cấp tức là chị cung cấp thì ông ta mới biết được chứ. Biết là ông cung cấp cái địa chỉ của ông trước. À. Cái địa chỉ của gia đình ông trước. Rồi thì sau đó chị về đây, rồi sau đó ông mới sang đây. Ông mới sang chị. Thì chị về hỏi ông á, thì ông mới nói là thế em mà không tin thì mai anh đưa em về nhà là cho biết gia đình. Thì khi ông đưa chị về gia đình xong rồi thì chị biết gia đình với địa chỉ là coi như là thế nọ thế kia rồi á, đã biết địa chỉ rồi thì ông mới nói là mượn như vậy thì chị mới cho. Chị sao mình nhanh vậy được? Thì rõ ràng mình biết cái địa chỉ rất khó khăn, thì vậy có 3 ngày thì em tính là biết địa chỉ nhà ông chị, rồi. Chị làm công việc gì? Chị làm công việc gì? Chị trước đây chị buôn bán, sau khi chia tay chồng thì chị về Sài Gòn. Bây giờ chị ý là ở Sài Gòn chị làm công việc bây gì? Bây giờ chị làm bảo mẫu em bé. À, bảo mẫu hả? Bảo mẫu em bé. Đúng rồi. Nhưng mà em hơi thắc mắc một cái điều, không riêng em mà tất cả cô chú anh chị rất thắc mắc. Tại sao mới quen như vậy mà mình chị dám cho tiền, cho mượn tiền cái số tiền mấy chục triệu? Thì không, cái số tiền đó là hai lần em. Hai lần là tổng bao nhiêu chị? Hai lần, một lần 28 triệu, một lần 20 triệu là gần Tết đây. Đấy thì để chị kể cho em nghe nhá. Sau khi là đưa về nhà xong rồi vào thế xong rồi chị mới hỏi căn cước, rồi ông mới nói với chị là nói thật là bán cơm tấm rồi thế nọ thế đây là sợ em không có tin đó. Thì thôi bắt đầu là khi đầu là chị đưa cho rồi, chị nói là thôi bây giờ nếu anh nói vậy bây giờ thế này nhá, em và anh không có dính líu gì, tôi cho anh cái 11 triệu này á, tôi đi làm thuê thật nhưng tôi cho anh cái 11 triệu này, tôi không có dính líu gì tới anh đừng đưa tôi vào cái chuyện là coi như là thế này thế kia. Đó. Em hỏi chị này. Không, để chị nói em xong. Đầu tiên trước đó nhá, là xong nhá. Cái đầu tiên là chút như đấy là không liên quan nhá. Nhưng mà sau này á, là ông lại là đưa đón chị. Ông nói là thế này, bây giờ em á là thôi bây giờ nói thật với em là bây giờ anh á là vợ mất, mà trong lúc là và anh lại lấy bà vợ sau này á là về là bán cơm tấm này đột quỵ như thế nọ thế kia, thì bây giờ gia đình anh cũng muốn có một cái người bạn á để là làm bạn á, để chia sẻ, để có cái chỗ buôn bán làm ăn. Em hiểu không? Đấy là sau đó là ông có thổ lộ như vậy. Thì chị có nói với ông như thế này, ông nói là bây giờ ông chợ chị đi làm, chợ đi sớm để em, anh sẽ chợ em sớm đi làm chiều về. Chị trả lời ngay, chị nói bây giờ thế này, nếu anh mà nói như vậy là em không có, nói thẳng là lấy là em không có lấy, mà em không có thích làm những chuyện đó mà cứ sống cho tốt đi. Nếu anh sống tốt, anh cứ làm ra cái chỗ cấm tấm, em sẵn sàng giúp được anh. Anh lấy cái lời anh ăn, cái gốc anh trả lại cho em. Đó, đến khi đó là mình một người bạn tốt, mình không nên hại nhau. Đó, đó. Chị nói xong chưa? Chị nói xong rồi, nguyên văn là như vậy á. Lần đầu tiên là chị và ông ta gặp nhau là tại nhà chị. Đúng rồi. Lần thứ hai gặp nhau ở đâu? Chị đưa tiền đó. Lần thứ hai về nhà không? Có lần nào gặp nhau ở ngoài quán cà phê? Có. Cái thời điểm đó là nảy sinh tình cảm chưa? Hai người đã xuất phát tình yêu chưa? Khi đó là sau đó là sau đấy là sau mà ông đưa về nhà rồi là bắt đầu là nảy sinh đó. Bao lâu thì nảy sinh tình cảm chưa? Ông đưa liên thì ông về ông nói là coi như là bây giờ là thôi cho ông một cơ hội là cố gắng giúp ông á, để cho gia đình ông là bây giờ ông là coi như là để cho cha mẹ với anh em có cái niềm tin là coi như là để ông làm ông ăn.
Đó, ông nói vậy thì chị cũng nghe vậy. Ý của em á là bao lâu thì mình bắt đầu là nảy sinh tình cảm? Thì trong thời gian đó thì coi Được như bao chị lâu? cũng chắc cỡ tháng rồi đó. Một tháng. Nửa Lần đầu tháng tiên rồi. mới gặp, mới tới nhà là ngỏ ý vay tiền rồi mà chị cho vay. Không, tại vì hồi đầu ông đến là ông xanh trao vàng ông gầy mà, ông nói Không, chuyện đến không, không. không, không, em không đồng ý. Thì bây giờ thì chị nói em nghĩ mới giờ người ta nói người ta ốm đau như thầy Nếu mà mà chị nói thương như vậy. vậy, chị thương bao nhiêu người cho hết, cho đủ. Thì Bây chị giờ ví dụ thương. chẳng hạn, bây giờ ai quen chị, ai là bạn với chị cứ nói hoàn cảnh khổ là chị cho mượn. Không đúng, không Không, đúng, không không, đúng. không, thế này là thật sự là bây giờ trong cái video của cái em Hoàng đây nó còn đây. Chị nói có sách mách có chứng, mọi gì là chị có video đây. Em cứ hỏi Hoàng nó đi. Sau khi mà bắt đầu vào thế đâu, chị mới hỏi anh Hoàng nữa, tại sao mà ông Tuấn ông như vậy mà em để nói cho nên là em cũng nói với anh rồi. Bây giờ chị này không lừa được chị đâu. Bây giờ anh gặp người tốt, người ta giúp được anh không có liên quan đến tình cảm mà người ta giúp em như là anh như vậy là anh phải nên sống cẩn thận nhá. Bây giờ trong video đang Rồi, có. coi như em coi cái đó là em bỏ qua đi. Bây giờ nó còn đây. Rồi, ok chị. Chị nói là phải có. Vậy sau đó là cái lần cho vay thứ nhất là chưa xuất phát từ tình cảm. Chính xác. Lần thứ hai Lần thứ hai thì đó. có tình yêu chưa? Thì là lần thứ hai thì ông nói ông quan xin này kia thì rất là cuối cùng chị nói vậy thì bây giờ xuất phát bằng cái tình cảm và Vậy cái sự giúp là đỡ thì chị vẫn giúp. hai người yêu nhau. Đó, nhưng mà xong là chị vào mà vào tiếp xúc là ông chị nói rồi anh nhá là sống cho đàng hoàng em là không cần về đàn ông. Còn nếu mà sau khi mà vào tiếp xúc tình cảm là chị biết là ông này là cái vai diễn rồi. Ông Tuấn này là bao nhiêu tuổi rồi chị? Ông này sinh năm 77. Bảy mấy là 47 tuổi. Nhưng mà Ban nhìn ông gặp người già lắm. có thể là người già trước tuổi. Đúng rồi. Nhưng mà ban đầu mà khi mà mình tìm hiểu và mình quen nhau mình có chia sẻ tuổi tác với nhau không? Ủa chị nói mà chị nói là chị không quen mà chị nói là bây giờ là em quen ông là không quen hay không là do quyền ông gia đình ông cũng không cấm được ông nói vậy. Chị là 57 đúng không ạ? Đúng rồi. Ông 47 chênh lệch 10 tuổi. Ban đầu ông xưng hô với chị như thế nào? Cũng cứ anh em mà chị vẫn nói luôn sao kêu kỳ vậy. Nói sao ông cứ nói cái mà nhưng mà cái chuyện đó đối với chị là không có quan trọng vì xã hội nó rất là nhiều chị biết em thấy rồi đó. Nhưng mà hoàn toàn chị đến với cái ông này là đầu tiên đến là bằng cái tình thương giúp đỡ như vậy chị tưởng là họ là con người như vậy. Ta biết này gia đình họ là một con người gia giáo. Wow, em thấy không? Trên này là đều các cái tượng Phật rồi các cái khẩu hiệu và họ là rất là cẩn thận trong cái chuyện cúng kiếng. Gọi là cái thời gian theo như chị chia sẻ cái thời gian đầu là chị xuất phát từ cái lòng thương người đi đúng chính xác đúng đúng chưa chị chính hỗ xác trợ chị giúp đỡ đi đúng sau đó qua một cái thời gian có thể là tìm hiểu nhau đúng và rồi. quý mến nhau nảy sinh tình cảm dẫn tới cái chuyện tình yêu chị yêu ông ta cho tới cái ngày mà chị khẳng định và biết được rằng ông ta lừa chị là bao nhiêu ngày Nói chung là cũng dài nhưng mà chị cứ theo dõi ông như vậy nhưng chị trời trong cái cách ăn điêu và bảo là làm cơm tấm rồi ông lại đưa cái áo ông xin một cái áo chạy Grab á là ông nói là anh chạy chạy Grab để ủng hộ cùng em đó rồi ông đóng được nhiều cái vai hay lắm Ý là mình trải qua là thời gian lâu cho chị tình yêu á tình yêu của hai người thì á lâu thì em tính bắt được đầu là mấy tháng từ đó cho đến tháng tháng 12 từ tháng mấy chị tháng 12 âm lịch là tháng giêng cho đến tháng giêng âm lịch ấy là ông không có đưa cái tiền này chị theo dõi ông từng bước chân không là... em đang hỏi chuyện này chị cứ đá sang chuyện kia không à ừ. bây giờ em hỏi từng chi tiết một nè là Được. chị khi mà nảy sinh tình cảm hai người bắt đầu yêu nhau á tính tới thời điểm mà chị kết thúc á là được bao nhiêu ngày tháng Được 8 tháng 8 tháng ừ, một 8 quá tháng. trình rất dài Tại vì thế cũng không này phải là ngắn vì thế này ông diễn mà ông sẽ đưa đây ông diễn thì chị nói là cứ diễn đi ông diễn thì chị cũng diễn theo ông chị diễn theo ông xem thử là cái ông này là ông là con người hay là con quỷ quái đấy chứ không phải là vì cái đam mê em hiểu không trong cái tình cảm Em biết, em chị biết ông hiểu. là chị nói chị cho ông diễn mà cho đến khi mà ông diễn xong là chị sẽ báo cáo lại với cha này nhớ Vậy về là cái lần cái lần thứ hai là chị đưa tiền vào cái thời gian nào? nhưng mà là ngày đó là 20 Tết là chị về Vậy lúc đó mình yêu được mấy tháng rồi? chị về là thì cùng cùng dài dài đó cùng tính em đi Tết tức là tính theo âm lịch tôi tính là cùng 6-7 tháng rồi Vậy là yêu được 6-7 tháng tiếp tục mình đưa lần thứ hai. đứa lần thứ hai là ông nói là đưa lại về là bắt hoa trong mấy ngày chị về Tết đấy thì để cho ông bán để ông lấy tiền ông xài được Trong cái quá trình ông là thưa hồ sơ trong quá trình hai người tìm hiểu nhau và yêu nhau và thương nhau đúng không ạ? Bản thân chị thì không nghĩ về cái vấn đề tuổi tác bởi vì tình yêu nó không có giới hạn tuổi tác đúng không ạ? Chị thì chị xuất phát từ trái tim đúng chân thật chưa? chị sống chân thật chân tình Đó. và lòng giúp đỡ Chị cảm nhận được cái tình yêu của ông ta thời gian đầu dành cho chị như thế nào? ôi chị nói với em là mà nếu ông đó mà nói về phụ nữ là ông là đưa đẩy là khỏi hơi hơi bị cực nhưng mà chị nói là trong lòng của chị nhá chị âm thầm chị để trong bụng này riêng ông này không qua mặt chị được
Tại vì ông này ông sẽ làm, nếu một người phụ nữ á mà say mê về 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 về, về gọi là một tình yêu mù quáng á thì sẽ chết về ông, có thể mất nhà ông vẫn mừng vẫn vui ung dung. Đây nhất thỏa các thứ vui ăn chơi của ông để ông lấy tiền của người ta để ông trả lời. Em hiểu không? Ông tự hay lắm, ông tự cái miệng ông hay. Ông nói chuyện ngọt không chị? Ui ngọt lắm. Ui em ăn là gắp bọ này, ở bên đó là nấu đưa ra cho chị này. Đấy em thấy ông khéo cái gọi đó. Nhưng chị nói là cái khéo, nhưng mà qua cái cách thức mà cái ăn tiêu mà dùng cái đồng tiền mà mượn tiền mà nói đó là chị đã không chấp nhận rồi. Từ bao giờ chị xác định là thực ra là ông ta lợi dụng cái tình cảm của chị? Từ bao giờ cũng đó, cũng rồi. Từ bao giờ? Đến ông. Thời gian nào? Thì sau khi bắt đầu là ông mượn tiền xong để trả nợ được cho người ta xong á, là lấy căn cước về á, là ông nghĩ chắc là cái chỗ này ăn được, sẽ là mãi mãi là như vậy. Khéo lắm, đưa đẩy lắm, nhưng mà chị nó nhầm hàng rồi. Nếu anh mà có, kể cả sau khi mà chị vào tiếp xúc ông, chị nói thẳng với ông, anh xem nó mà sống đi, chứ anh không diện được với em đâu nha. Cái vai diện này 20 triệu này anh mà không đưa cho em á, là kết thúc này, là phá tan cái cuộc này và đấu tranh đến cùng. Mà tin như rằng là chị làm luôn. Chị làm ra công an, em ra công an kêu lên, đâu có làm được chị đâu. Câu chuyện của chị em đang bị mơ hồ. What? Chị dẫn em vòng vòng không à, chị toàn nói né nói tránh không à. Không, cái đúng thực tế bây giờ video còn tất cả hôm nay chị quay lên á. Thôi kệ, đây cái là việc của chị. Tại vì em không phải em đi sâu đi xa, mà em đi sâu đi xa để em có cách có hướng để giúp chị. Ok. Để em phải phân tích cái tình tiết một. Tại sao mà lại một người phụ nữ đặc biệt rằng là chị năm nay 57 tuổi, chị đã trải sự đời, đúng không ạ? Chị một lần đổ vỡ thì chị biết cái chuyện mà để chọn lựa một cái người đàn ông mà tiếp tục cùng với mình đồng hành nốt quãng đời còn lại thì phải như thế nào. Chị thì em thấy chị thì rất giỏi đấy. Thật sự chị về đây chị chia sẻ câu chuyện, em nhìn thấy chị rất cứng và có thể là chị va chạm và bươn trải ngoài xã hội rất nhiều. Thật, đó là điều thật. Chị cứng thật, chị lùn lách được, hay thật má. Đúng không ạ? Nên mà chị nói một cái câu chuyện làm cho em cảm thấy mơ hồ. Mới gặp ông ta mà chưa gì là mình thương. Thì đúng thật. Chị xin phép em nhá. Dạ. Nếu mà nói cũng là nói như, nếu mà nói ra thì nói như chuyện ảo bên không, nhưng mà nó là thực tế là như vậy. Nói thiệt với em là nó vậy. Nhưng mà ông ta có cái điểm gì mà khiến chị phải yêu? Ủa thì ông ấy nói là ông ấy là bán cơm tấm này, thì ông có một cái hướng để ông làm để mưu sinh sống, thì chị thấy là quá hợp lý thì cũng ok. Đúng không? Thì hợp tác cùng nhau thì ông làm thì giúp đỡ như vậy thì có thể là sau này chị về chị bán cơm tấm hoặc là chị làm cùng ông cũng được. Thì sau khi chị thấy đưa bao nhiêu hết bấy nhiêu thì nó không được rồi. Cái này là coi như là cha này là coi như là làm của phụ nữ rồi. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thì chị thấy được cái điểm gì trên con người của cái anh Tuấn này là khiến cho chị phải sau khi mà ông đã đưa vào cuộc xong rồi á, để cùng nhau đóng cái vai diễn á, tức là khi họ đóng vai diễn để họ lợi dụng cái lòng tốt của mình giúp đỡ mình, rồi họ lấy cái tình thương của mình, cái tình cảm, cái tình người, cho nên chị thấy không được một cái điểm gì, không được một cái điểm là gì này, anh đến anh đã nói dối đó. Đấy, cái thứ nhất. Thứ hai nữa, anh là con nhà Phật giáo, đúng không? Đó. Cái thứ ba nữa là mượn bao nhiêu hết bấy nhiêu, ăn nói huyên thuyên. Chị thấy không có được một điểm gì, bắt đầu là chị phải khống chế cái sự việc này để đưa ra làm sáng tỏ, để đưa lên cộng đồng mạng. Nhưng mà tại sao cái thời điểm đầu mình không phát hiện từ đầu? Thì Phật phát hiện rồi, nhưng ông cứ van xin lay lắt, chỉ để cho Hiền, chỉ để cho ông Hiền thoải mái. Chị nói mà tôi sẽ bỏ ra, dù tôi đi làm thuê rồi, nhưng tôi sẽ bỏ 100 triệu ra cùng vai diễn với anh, để tôi sẽ tùy anh. Thằng nó đấy, chứ không phải chị không tiếp cho chị. Mình trong cái thời gian quen nhau mà 7-8 tháng trời đó, mình có sống chung không chị? Có, nhưng ngày nào ông cũng sang. Không, ý là ở chung nhà không? Không. Vậy là nhà gần nhau? Đi sang nhà ông là ông có lên nhà chị, đúng rồi. Mình có bao giờ mà ngủ lại qua đêm nhà nhau không? Cũng có một lần hai lần chị thôi, là sang thôi, chứ còn cũng không xa cả. Ban đầu quen với chị, ông nói ông làm công việc gì? Ông nói là ông làm cơm tấm đó, thì giờ ông ở nhà với mẹ, ông bị bệnh đó. Ông bị bệnh thì ông... Nhưng mà khi mình tìm hiểu là mình có đúng sự thật ông nói là làm cơm tấm không? Thì sau khi mà mới đây là khống chế mảnh ác liệt đi sang đây là làm cơm tấm, thì họ có chia sẻ có cái em đó là về ở năm số năm với ông là bán hàng, là làm quán nhậu rồi là bán với ông này đó đi khác, nhưng mà cuối cùng là ông ăn sạch bách, ông ăn hết rồi, bà này chịu không nổi làm trả nợ, chịu không nổi cuối cùng bán ra đi tay không. Oh. Ra đi tay không, nước mắt tan cơm. Và sau khi mình hỏi dân làng đó thì họ có nói, kể cả công an rồi là thôn xóm đó, là họ mới kể thì chị bị tức là chị mới nói với gia đình, nếu như gia đình mà đàng hoàng là đưa cho chị 20 triệu đầu tiên là khỏe, không để cho chị chéo nữa. Chị cho cái ban đầu chị cho ông ta mượn tiền là mình có lấy lời lấy lãi không?
không phải là ngày mà người ta đang bệnh tật ốm đau mà lại lại cái gì đó. Rồi cuối cùng nói bao nhiêu hết bấy nhiêu, sau đó chỉ biết là không được một cái điểm gì, chỉ được nó được, chỉ được một cái điểm thế này này là mưu mô mồm lưỡi á, để ăn gấp ăn bỏ, rồi là đưa ra dùng những cái tâm lý mưu mèo để lươn lẻo để đưa những người phụ nữ họ vào thế. Những ai mà ham ngọt, em hiểu không, ham ngọt là sẽ chết với ông đấy. Nhưng mà trong khi mà quen với anh ta đó, là chị có phát hiện ra điều gì là anh ta có quen ai nữa không? Chỉ là chắc cái thời gian đó ông bị bệnh cho nên là chưa có đâu. Chưa có hả? Chưa có đâu, tại vì ông mới bỏ vợ ra mà, cho nên khi ông ốm đau như vậy là, nhưng là ba chị cạnh đó. Nhưng sau khi chị chỉ cần tiếp xúc xong một vài tháng là chị thấy là không được rồi. Nhưng mà cha này là cứ là diện, chị nói là anh cứ diện đi, tôi sẽ diện cùng anh đi. Nhưng mà sao mình bây giờ chị 57 tuổi rồi, mình biết được cái sự tình cái người đàn ông như vậy, xong mình không chấm dứt đi cho khỏe? Ủa thì chị chấm dứt mà cuối cùng ông cứ lay lắc là không có được. Để sau khi bắt đầu chị phải khống chế đó. Sau khi là chị phải khống chế, nói chung là sau khi là chị sẽ làm như vậy. Mà có sao đâu em, chị đại diện cho phái nam này, đại diện cho phụ nữ này. Nếu ai mà người đàn ông nào hay người phụ nữ nào á mà có cái âm mưu á mà lợi dụng người ta, lòng tốt của người ta mà để mà lừa đảo người ta, để đưa người ta đi vào những chuyện đó là coi như không nên. Đừng để người ta đưa lên trên mạng này, để người ta đưa lên trên cộng đồng mạng này á, là chính ngay vì như vậy là chỉ vật chấp nhận không chung cái luật. Em thấy không, công an đi bắt tội phạm rất là công phu, mà đội hiệp sĩ đấy á, đi bắt những cái đối tượng để giúp cho người bị hại á, cũng rất là công phu, đúng không? Thì tỷ đấy là vô đóng một cái vai diễn cái ông này với cái gia đình ông này ấy, rất là dài. Em thấy từ bữa Tết đến giờ em biết là mấy tháng rồi không? Tới giờ phút này cái tình trạng của chị và cái anh Tuấn này như thế nào? Thì bây giờ là vừa rồi đấy là chị sang á, ông ấy lại làm trả lời cho chị, không làm. Em hiểu không? Thế là chị sang á, là chị tưởng là nếu ông đi làm là chị cho ông á. Nhưng ông không đi làm, ông lại lừa một người phụ nữ về gác ở trong nhà rồi. Là gia đình để tiếp tay. Thế là cái bà nghe gặp chị mới nói, thì là chị mới nói từ xong đó là bắt đầu là chị khống chế lại để chị lấy tiền. Chị mới nói ơi, tôi tưởng là anh là con người, anh đi làm, ai ngờ bây giờ anh lại tiếp tục đi lừa người khác để anh làm những chuyện này mà sao anh trả tiền cho tôi. Tôi nói anh là tôi biết anh là trả tiền, tôi là chấm dứt. Chị và ông ta bây giờ là có liên lạc được với nhau không? À, khoảng ấy liên tục. Sau khi mà ông đi làm á, là ông nói với người ta là ông về trưa là ông gọi cho chị, ông gọi em ăn cơm trưa đó, rồi đây này, à, tôi đi làm về này giờ đang ăn mì, mà thực tế là đang ra ở với một cái bà đó. Em thấy không, nhưng mà đá hơn mà riêng chị không quan tâm về cái vấn đề đó, em hiểu không, không qua mặt gì nữa. Khi mà chị cảm thấy mà cái tình yêu này nó không có thật, đúng, và chị có thể rằng là cái người đàn ông kia họ không trung thực với chị, thì mình kết thúc thì cái bản thân chị cái lúc đó thì chị cảm nhận như thế nào? Chị kết thúc với các bạn thân chị là vì là chị cảm thấy là chị sống, mình sống đàng hoàng, em hiểu không, mình giúp đỡ chân tình. Còn chị không phải vì một cái tình cảm hoặc là vì một cái gì khác. Nếu như một người phụ nữ mà yếu đuối là rất là đau, nhưng đối với chị là không đau. Không đau là vì là chị đã sắp đặt theo về cái tinh thần của chị và cái ý chí của chị rồi. Võ quyết dày thì có móng tay nhỏ, nó phải có cái sự đàn áp. Tại vì ông cha là cái chi cả, ông là một cái thằng thân tàn má dài trên nông giới giái, dám đi lừa cấu kết cùng gia đình, bây giờ lừa bà ở cái đó rồi. Thì hỏi mình có kiếp gì đâu mà mình phải đau khổ, mà mình phải đóng cái vai diễn cùng với ông để đưa lên cổng đồng bào để thấy cái câu chuyện nó là như thế này. Chị có thiếu gì đàn ông, nhưng mà để đàn ông này làm cái gì? Em có thừa nhận với chị không? Nếu bây giờ chẳng lại chị đưa điện thoại để làm cái chuyện đó là không hay, có tế thì mà cái này là lợi dụng cái lòng tốt của người ta giúp đỡ, lợi dụng cái tình thương, lợi dụng cái tình cảm, rồi họ bán đi, bán rẻ đi cái đạo đức của họ, em hiểu không? Họ bán đi cái thuần phong mỹ tục mà họ đang theo đạo các cái khổ hiểu đến này em này, đúng không? Hàng ngày họ đọc kinh cầu nguyện, thì kinh Phật họ dạy họ như thế nào, mà tại sao họ đi làm những điều đó? Cho nên chị thấy cảm thấy rất là thanh thản. Hôm nay chị về đây là các con của chị có biết không? Các con chị là không biết. Nhưng mà hôm nay là các con chị sẽ biết đấy. Vâng. Nhưng mà sao mình không chia sẻ những cái câu chuyện của chị, đời tư cho chị, của chị cho các con biết? Không, tại vì chị cảm thấy là làm được, chịu được. Nói được là phải làm được, chơi được, chịu được, không để ai chơi chịu. Em thấy chị là rất mạnh mẽ đấy. Không. Chị mạnh mẽ, mà thậm chí là chị mạnh mẽ hơn cả đàn ông đấy. Không, chị nói. Nhưng mà đây cũng là một bài học cho chị, đúng không ạ? Chị bây giờ chị còn muốn tìm tình yêu nữa. Nói thật với em, nếu mà nói về tìm tình yêu thì bây giờ em là nói thật
sử là chị không có đi tìm ai. Yeah. Nhưng nếu ai mà thấy mà cần một cái người phụ nữ mà thật sự là nếu như mình có một cái trái tim, mình sống có cái tình người, có cái đạo đức, có một cái bờ vai và tìm một cái người phụ nữ người ta yêu thương mình để gắn kết cái cuộc đời thì nó chính đáng thì nó mới là được. Còn nếu như một cái người đàn ông mà thấy người ta như vậy để mà lợi dụng cái lòng tốt, tại vì chị cũng đam mê những gì, cái gì chị cũng đều có, trước mắt sau này không biết, nhưng mà tại hiện tại về cái sức khỏe, cái sinh hoạt, tất cả những gì chị đều. Chị hiện tại chị đang là bảo mẫu, mình chăm nhiều các bé không chị? Một bé thôi. À, một bé rồi hả? Bé đấy là thế này, nhưng mà thế này chị làm theo cái thu nhập của chị thì nói chung là nói thẳng với em là chị làm thêm và chị làm bằng về cái đầu óc của chị. Chị không muốn nói ra đây. Dạ. Làm nghề tự do. Dạ. Em hiểu không? Em hiểu. Đó. Em tiếp thu với chị là em hiểu được công việc chị làm, công việc gì luôn. Miệng là vì là chị không, chị cũng không không thích. Chứ còn nói xin lỗi, em biết bao nhiêu người phụ nữ đàn ông lên đây chia sẻ cứ bảo là bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu tỷ để làm cái gì? Đúng. Trước hết là phải tìm về cái đạo đức, cái nhân cách con người, cái trí tuệ của con người. Nên cho nên chị cảm thấy thế này này, nếu như chị có mắc sai lầm với ông Tuấn này mà đến nhờ chị giúp đỡ như vậy, mà cái hoàn cảnh gia đình anh là gia giáo, em hiểu không, là cái tôi cao quá, cho nên là chị cũng nhầm, chị nhầm về là vì thấy họ là coi như là, còn nếu như họ nói với chị là hai đứa lớn rồi, tại sao người ta về trong nhà mình, tại sao hai đứa bay lý do gì quen nhau, hoặc là mày ơi bây giờ thằng Tuấn là nó thế này thế này, đúng không? Mà trong lúc đó chị nhắn tin em coi đi, 3 tháng nhắn tin cho bà mình nhanh nữa, liên tục không trả lời, lấy cái tôi quá, chứ họ có tiền mà. Nên đối với chị, tiền bạc chị trong video chị gần là tiền bạc cũng không liên quan chị tới gia đình anh. Tôi chỉ cần cái cách sống mà anh đến nhờ tôi giúp đỡ và cái sự chia sẻ. Yeah. Cho nên chị định bỏ qua, nhưng mà chị không bỏ qua, mà hôm nay chị lên đây. Lên đây là mong cho gia đình anh Tuấn và người thân anh Tuấn nhìn được cái video này là nên sống cho đàng hoàng một chút đi. Không, chị em xin không ngăn lời chị, cái này không có liên quan đến gia đình anh đâu. Ai làm người nó chịu. Đúng rồi. Không liên quan đến gia đình và người thân đâu. Nhưng mà thế này em, vì thế này là sau khi việc làm chưa xong mà còn một người nữa về cũng là bao che. Bao okay. Che cái hành động như thế thôi. Bây giờ mình cứ lo chuyện mình trước đi ha. Ừ, ok. Nói chung là ai có lỗi với chị thì người đó chịu trách nhiệm, còn những cái người gia đình hay người thân thì đó thì mình không nhắc tới. Nhưng mà chị nói nữa rồi. Rồi cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, thì cũng mong chị rằng là trong cái thời gian sắp tới, đây là cũng là một cái bài học cho chị, có thể là chị rút kinh nghiệm. Ok. Rút kinh nghiệm thì không kể tuổi tác, có thể là rút thì rút hoài rút mãi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Tùy theo từng hoàn cảnh. Thì hôm nay chị về đây, chị nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim cái hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích là gặp lại anh Tuấn và nói chuyện rõ ràng, để mà hai người chuyện trò, nếu mà lỡ như anh Tuấn có một số tiền của chị thì hoàn lại cho chị, đúng không ạ? Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để giúp chị không? Muốn đây là cái này là sau khi mà chị đã làm khống chế mạch thì có tặng lại cho chị 20 triệu. Là còn bây giờ là đưa cái người phụ nữ đó về trong nhà là thấy chị quậy mạnh quá, là lừa chưa xong, cho nên là lật đật là để đưa cho chị để lấp liếm đi, để mà tiếp tục mà để mà đưa cái người phụ nữ hiện tại bây giờ anh Tuấn còn mượn số tiền của chị bao nhiêu? Là 48 triệu, là đưa 20 triệu, còn 28 triệu nữa, 28 triệu nữa. Nhưng mà chị vẫn nói rồi, chị nói là sống đàng hoàng là chị cho, nhưng mà sau khi chị thấy nó như thế này là chị lên đây chị chia sẻ là cho các cái phụ nữ, các cái đàn ông mà gặp những cái con người như thế này là né tránh ra cho xa đi, không là chết đấy bạn thân chị. Em không riêng gì bản thân em chia sẻ, mà anh Công Trần cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi. Chị ạ, tình yêu nó phải xuất phát từ trái tim, đặc biệt khi mình quen biết trên các trang mạng xã hội. Thứ nhất là trang như chị chia sẻ là trang hội người độc thân, hoặc là trang hẹn hò, quen người đàn ông nào hoặc người phụ nữ nào, ban đầu mà nói về tiền mình phải bấm nút liền, bấm nút biến ngay lập tức. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà thế này em, tại vì bao nhiêu người quen mà nói là chị gặp nó, nhưng mà thực tế có người có nhà có cửa đàng hoàng, nhưng mà cái tính không phù hợp chị cũng không có chịu. Em nghe em bảo với chị nè, không có người đàn ông nào mà đi quen phụ nữ mà thì mới người đàn ông đâu em. Em để em chia sẻ là chị mới vài ngày đầu mà kêu là gia đình khó khăn, nó đua có thể là người ta đưa rất nhiều cái lý do và rất nhiều cái thế để gài bẫy những cái người phụ nữ nhẹ dạ cả tin chị nhá. Và sau khi thậm chí những cái lời ngon tiếng ngọt tình yêu rót mặt vào tai rồi á, thì họ tiếp tục đưa ra muôn vàn lý do. Bởi vì đó là những cái người đàn ông mà tình yêu mà họ nói về tiền, mục đích là họ có thể là họ lừa tiền hoặc là họ lừa tài sản. Khi hết tiền hết tài sản thì họ sẵn sàng họ buông tay, họ bỏ họ đi. Đúng rồi. Rất nhiều, đâu phải riêng trường hợp của mình đâu. Đúng rồi. Chị, nếu chị đã từng theo dõi những cái chương trình của anh em đội hiệp sĩ đăng tải thì rất nhiều các cô các chị lớn tuổi về đây tương tự như trường hợp của chị. Nhưng mà em ạ, nhưng mà chị xem theo dõi các câu chuyện của Công Tần này là chị thấy rất là đau lòng.
đau lòng nhiều cái chị em phụ nữ sao mà khờ khảo đến lượt mà bán nhà, người ta hỏi 100 trăm, 200, 300, thậm chí có cái trường hợp là về ở ăn ở cái là năm số năm đẻ một đứa con ra rồi, em thấy chưa? Không cho con giấy hộ khẩu, không cho con giấy chứng minh thư, không cho con những cái gì cả mà còn ôm tiền của tao 5 6 triệu mà để mà ra đi. Chị xem chị theo dõi. Nhưng mà chị nghĩ là cái anh này là anh ấy nói là bán cơm tấm. Và sau khi là thực tế là người anh xanh xao vàng bọt khi đến đó thì ông là gọi là một người bệnh tật. Nhưng sau khi mà bà chết rồi ông là còn đốc chứng ra, em thấy không? Thì mình thì kệ, chỉ là chỉ cứ sống đàng hoàng chẳng. Rồi cái trường hợp của chị thì anh em ở đây ghi nhận rồi, bởi vì video cũng rất dài, nó ba mấy phút rồi. Em hỏi lại chị một lần cuối ha. Dạ. Hôm nay chị về đây chị nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là giúp chị chia sẻ công việc này. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để giúp chị không? Chị đồng ý không ạ? Chị đồng ý ạ. Toàn bộ thông tin sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng như thế. Nếu sai. Sai là tôi xin chịu hoàn toàn trước pháp luật và cộng đồng khán giả mạng. Dạ. Em không biết nói nhiều hơn thì em chỉ biết chúc cho chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe. Và mong rằng cái thời gian sắp tới nếu chị có gặp một người đàn ông nào đó thì mong rằng là họ đến với chị bằng cả trái tim, anh bằng Hải, tình yêu nhé chị. Anh Hải, anh nói nè, làm xong anh kết nối ở đây này. Là chị không muốn kết nối không? Thì em kết nối đi. Nếu em thấy mà cái video này nếu như một người đàn ông nào mà rồi chị tự nói đi. Họ sống mà nhìn nhận ra con người như thế này mà cảm thấy làm bạn được với phần đời cuối cùng thì cứ... Chị là chị nhắc lại họ tên của chị nào? Chị là Phan Thị Lai. Chị Lai, năm nay 57 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Chị Lai có mong muốn là sau cái sự việc mà chị nhờ anh em giúp đỡ thì chị mong muốn là tìm kiếm một cái người đàn ông. Tuổi đời từ bao nhiêu chị? Nói chung là tuổi đời thì nó ngang với chị hoặc hơn thì cũng được. Nhỏ hơn được không? Nhỏ hơn nhưng mà nói thật là nhỏ hơn một vài tuổi thì được. Chị nói chứ là nếu ai kể cả người ta khổ hiện nay mà đang khổ mà trong cái tình cảm hoàn cảnh chị giúp đỡ chị sống chị chia sẻ chị vẫn thấy chứ chị cũng phải đi tìm cái người mà phải giàu có bao nhiêu tầng hay bao nhiêu đâu có ăn được đâu em. Đúng. Có ăn có ở được đâu. Trước hết là mình tình yêu là gì? Tình yêu là xuất phát từ trái tim, không mà từ tình cảm thôi. Và cái tuổi này rồi cái tình thương mà em thấy ông như ông Tuấn là ông để ông gặp chị như thế ông quá sướng chị đó rồi. Thôi mình bỏ ông Tuấn qua bên đi, bây giờ mình đang rồi đang lên cái chuyện này này đó. Thì là trước hết là sống trước hết là phải có cái trái tim yêu thương, cái sự đồng cảm. Tay anh phá đá thì tay em đào xót. Cho nên em có biết chị đang sống ở trong nó rất yên bình này. Chị đi làm chị biết hát không? Chị biết hát không? Rồi biết hát tí là chị thể tặng. Chị đi em biết không? Đi tập gym này, đi tập gym này, đi đánh bóng chuyền này. Em thấy chưa? Rồi là lâu lâu hát không hay nhưng mà đi hát karaoke với anh em bạn bè vui. Chị đang sống rất thoải mái. Rồi bây giờ những cái chuyện buồn cả cho qua đi. Bây giờ trước khi mà vào cái chương trình tìm kiếm một gọi là nửa yêu thương còn lại, chị tặng cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video này một bài hát nào đó đi chị. Thì đến cái chương trình của Nguyễn Thị Đánh, của một đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì cũng thực tình ra là cái cuộc sống hôn nhân của chị nó không hạnh phúc may mắn như vậy. Nhưng mà chị cũng có đã hát không hay nhưng mà chị cũng yêu mến có một cái bài hát đó là Tình Cây Vào Đất. Dạ, mời chị. Mà chị hát không hay nhưng mà chị tặng chương trình ha. Quan trọng là chị hát tặng cho mọi người là được rồi, hay không thì không quan trọng. Chị... Nhà, ha. Dạ. Là vì tự mình phải bảo vệ sức khỏe của mình mà mình hay. Để đó hát này. Rồi hát chị. Đất vắng cây đất ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sông sông với ai, truyền trăm năm ân tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất nôm chặt thân đáy lòng, những con đường dài dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh. Ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mệnh sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mãi đây anh là đất em là cây, vĩnh phúc trời biết rằng từ đó mùa xuân bình hằng. Anh phúc trời biết rằng từ đó mùa xuân bình hằng. Cố tay, hay quá. Đấy thì kết thúc chương trình là nếu như đội hiệp sĩ mà có thiện chí mà có làm
mà cho ai, cho chị một người là nó cũng vậy, tương tự như cái bài hát mà chị đam mê cho cái cuộc đời còn lại và cái tinh thần của chị là... Thôi bây giờ mình mới bắt đầu vào cái vấn đề mà theo yêu cầu của chị là tìm một nửa yêu thương còn lại ha. Tiện đây thì chị yêu cầu thì anh em sẽ giúp chị và giúp hết sức có thể nhá. Bây giờ là chị cần một cái người đàn ông tuổi đời từ kém chị có thể một vài tuổi và tới bao nhiêu tuổi chị? 60 hay là 70 hay là như thế nào? Hơn 70. Hơn 70. Có cần nghề nghiệp ổn định nào từ không chị? Nói chung là muốn hay không muốn thì nếu như mà cái hoàn cảnh ấy mà cái người đó họ sống tốt đó, nhưng mà không may nó éo lê trong cái cuộc sống mà cái bản chất người ta tốt, cái đạo đức người ta tốt, nhưng mà không may mà người ta có khó khăn đó, thì mình chia sẻ cũng không sao. Bây giờ cái kinh tế của chị ổn không? Nói chung là chị thì cũng nói chung là bình thường, đủ ăn đủ mặc vậy. Chị có nhà ở Sài Gòn chưa? Không, nhà chị trên Đắk Lắk. À, trên Đắk Lắk. Nhưng mà đâu quan trọng gì em, có thể đau được ổn được có sao đâu. Nhưng mà ví dụ lấy chồng mình có về làm dâu được không? Mình có chấp nhận về làm dâu không? Làm dâu thì bình thường mà. Mình làm dâu mà tốt mà em, nếu như người ta có cha mẹ chồng cái chuyện đó bình thường. Mình là thứ nhất là mình là con người. Mình sống phải có đạo đức, nên phải có cha mẹ. Mình có phân biệt vùng miền không chị? Chị không vùng miền mừng nào hết. Miền là người nào đó mà họ sống có một cái tình cảm, một cái trái tim, một cái sự yêu thương, tức là cái đạo đức con người. Tức là tỉnh nào cũng được. Đức tích nào nước ngoài được không chị? Mấy chú Việt Kiều được không? Bất kể ở đâu được hết. Tức là những chú bán vé số hay chú chạy xe ôm, chú làm thù. Kể cả những chú xe ôm hay là làm thù mà bạn chắc họ sống tốt, là đạo đức tốt là cũng ok. Không, cái này em chấp nhận nè. Cái không này được nè. Ủa? Ông Tuấn sang đó mà ốm đau bệnh tật gì không? Thôi mình không nhắc ông Tuấn được. cái này được nè, em thấy nhiều cô năm mấy hoặc sáu mấy lên đi tuyển chồng á, nhiều cô phát ngôn rất là kỳ cục. Nhiều cô bảo thôi làm hồ được không? Thôi không chịu. Xe ôm được không? Không chịu. Bảo vệ được không? Không chịu. Bảo vệ. Chị nói em bảo vệ cũng là một cái nghề kiếm sống. Đúng, chính xác. Xe thô cũng là một cái nghề kiếm đúng sống. Đúng chị. Vé số cũng là cái nghề kiếm sống. Họ là con người mà. Nhiều cô còn lên đòi hỏi là phải có nhà. Mà em đúng không? Họ là con người mà. Đúng chị, đúng. Họ là con người mà. Đúng. Mà cái trái tim nhân này, cái đạo đức của con người mình đấy là phải có một cái trái tim yêu thương, có một bờ vai là chung sống với họ làm sao để một cái hạnh phúc yêu thương, mình đừng có phụ phàng. Có thể họ nằm liệt giường á. Ăn rau, mình ăn cháo, chứ không có thể được, trừ trường hợp những cái đối tác nó không tốt đến mình phải buông bỏ. Cái này em cho chị 10 điểm. Đúng không? 10 điểm, 10 điểm. Bạn phải nóng trà gì đây này, cho ăn không chơi không rồi. Chị phải chấp nhận ngay những cái các ông ấy chị nói chuyện đó đấy. Thôi mình không nhắc ông đấy nữa. Còn nhiều cô cứ lên cứ đòi hỏi, nhiều cô. Không? Để em nói cho chị nghe, nhiều cô lên đòi hỏi là yêu cầu là phải có nhà. Trong khi đó các cô 60, 65 tuổi lên kết nối yêu thương. Phải có nhà, phải có xe, phải có tiền lương, trời đất quỷ thần ơi. Bây giờ nếu những người giàu, xin phép em cái này. Dạ chị nói đi. Xin phép em này. Nếu như các chị mà đòi hỏi các người ta ở họ như vậy thì các chị, bản thân các chị đã làm những điều đó chưa? Bản thân các chị đã có chưa? Bản thân các chị đã có nhà cả rồi đấy. Có người ta đừng tham, đừng sân, đừng si. Có cái căn nhà, đủ ăn đủ ở, ngày ba bữa đỏ lựa ba lần. Đó, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời, tự nhiên trời Phật nó sẽ ban cho. Đó, em nhìn chị đây, nếu như chị mà gặp mấy vụ đó là chị có trách nhiệm gì không? Họ sẽ gánh hết những cái hậu quả cho chị. Chị biết sao không? Nếu mà những người giàu, người có nhà, có xe ô tô và có tiền một tháng mấy chục triệu, người ta lấy mấy cái cô đấy làm gì? Không. Người ta phải đi lấy những cái cô trẻ hơn, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề mà nói đạo ngược lại, chị nói với em là nếu mà mấy cái ông mà lấy những người đấy trẻ cũng đâu có hạnh phúc, thấy chưa? Mấy cái con trẻ nó lật lòng ăn trong, nó lại đi theo con khác, rồi mình già đi rồi nó cũng bơ vơ, mà lấy là phải có một cái sự là nó tương tác với nhau. Mà chị đã thấy có một em nó 20 tuổi là lấy cái chị nó 37 tuổi, hơn nhau 17 tuổi mà ba đứa con, họ vẫn sống hạnh phúc, họ dám nói đứng lên vì họ có một cái tấm lòng nhân hậu. Xã hội cũng có, như họ có một tấm lòng nhân hậu. Tình yêu nó xuất phát từ trái tim chị ạ. Tình yêu nó không quan trọng tuổi tác. Đẻ một em bé rồi. Chứ còn em lên đây đừng có nói với chị, riêng chị nói thằng này nhà kệ cả họ có 1.000 tỷ thì không quan tâm về cái túi tiền của họ. Dạ. Mà trước hết cái người đó mình phải quan tâm về cái cách sống của họ. Rồi. Cái đối phương làm sao mà sớm mai anh làm, anh nấu cơm thì tôi quét nhà. Đấy, anh có ngồi anh mệt đấy, tôi có nấu phục vụ anh thì không sao. Mà tôi ốm là anh phải phục vụ tôi. Đó rồi, là okay, cần cái điểm đó, là cái điểm tựa của cái cuối cuộc đời của mình. Dạ rồi chị Lai, thì có các anh các chú nào mà xem video này cảm thấy quý mến chị Lai thì có thể là tìm hiểu. Thì em không biết nói gì hơn, thì em xin kết thúc video tại đây. Em chúc cho chị nhiều sức khỏe và hy vọng trong thời gian sắp tới thì sẽ có một anh hoặc một chú nào đó sẽ có một cái cơ duyên hoặc là như thế nào đó để mà được
kết nối với chị nhá. Chị cảm ơn đội chị Công Trân á, và cũng kết thúc chương trình cũng là coi như là bye bye cộng đồng. Rồi xin phép chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Không biết là về Công Trân đấy là có